Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và rất là vui mừng để trở lại với lại quý khán thính giả của đài VNTV qua chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, một lần nữa, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego. Và bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là vị phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay, bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ đến với chúng ta với một cái đề tài rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta là chiếc cell phone, phải không bác sĩ Minh? Dạ vâng. Thưa quý vị, chiếc cell phone đã trở thành một cái vật mà gọi là vật bất ly thân, phải không dạ, bác sĩ bất Minh? Ly thân, bất khả ly thân. Đó là cái chúng ta có thể tưởng tượng rằng là chúng ta không thể nào chúng ta bỏ người yêu được, mà chắc chắn là không thể nào bỏ cell phone được. Vâng, thưa quý vị, trên cái website của bác sĩ Hồ Ngọc Minh vừa qua đã có một cái bài viết rất là mới của bác sĩ Hồ Ngọc Minh qua cái đề tài là đừng ngủ với cell phone. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe cái đề tài thì nghe nó có vẻ buồn cười phải không quý vị? Nhưng thực tế là trên thực tế có rất là nhiều người nằm ngủ với chiếc cell phone luôn. Dạ vâng, theo cái thống kê thì có gần như là phải nói là khoảng 80%. Dạ vâng. Con số rất là nhiều, tức là mà nó nhỏ là thực sự ra là đa số là phụ nữ ôm cell phone đi ngủ. Wow. Tức là cái thay vì mình nói là gọi là gì đó đầu ấp tay gối thì không có lo, mà gọi là nhét phone dưới gối, tức là cái chuyện đó xảy ra rất là nhiều. Và cái hôm nay chúng ta sẽ đề cập những cái lợi và hại của chuyện mà ôm phone đi ngủ như vậy. Bác sĩ Minh biết không, bên anh nghĩ là nhiều khi trước khi đi ngủ thì ngày xưa chúng ta hay đọc sách. Nhưng mà bây giờ nhiều khi sách nó cũng nằm trong cái iPhone luôn. Cho nên thôi mang cái iPhone lên giường rồi đọc sách đi ngủ, rồi cái iPhone nó nằm trên giường mình luôn. Thì vì cái sự tiện lợi cũng như là vì chúng ta đã quá cần thiết rồi, cho nên cái cell phone nó nằm, everything nó nằm trong đây hết, phải không bác sĩ? Cái đó là lý do, phải không? Dạ vâng, đúng. Cái cell phone nó là một cái computer nhỏ di động, là chúng ta, nó giải quyết chúng ta rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta có thể làm tức thì ở trong ngày. Dạ. Thay vì ngày xưa chúng ta phải ngồi ở computer hay là, gọi là ôm cái laptop, thì trước khi xưa mình ôm cái laptop, bây giờ mình ôm cái cell phone. Tuy nhiên nó có những chuyện. Thứ nhất, hồi nãy cô Vân Anh nói chuyện là đọc sách ở trong giường, người ta khuyên thực sự ra nếu mà chúng ta cần đọc sách thì chúng ta nên đọc sách thường, tức là sách mà in ra cuốn sách ngày xưa như vậy. Cái thói quen mà chúng ta đọc sách trên cái cell phone hoặc là trên cái iPad nó không có tốt, là vì cái ánh sáng của cái cell phone đó nó sẽ tỏa ra, cho dù mình nghĩ rằng là nó không có hại, nhưng mà những cái ánh sáng đó nó đập vào trong mắt chúng ta và nó đi vào trong não chúng ta, nó làm chúng ta tạo ra tình trạng là cái khó ngủ mà chúng ta không biết, hoặc là ngủ không có ngon, chúng ta ngủ nó có những ác mộng mà chúng ta không biết. Cho dù là mình ngủ, mình nghĩ là ngủ 8 tiếng, nhưng mà vì những ánh sáng đó nó làm chúng ta, cái bộ não của chúng ta nó không hoàn toàn được nghỉ ngơi trong khi ngủ. Wow, thưa quý cho vị. Nên đó là một cái chuyện thứ nhất, là không có nên đọc sách trước khi mà chúng ta đi ngủ, gọi là bằng thực sự là đọc iPhone nhưng mà là đọc sách. Hiện tại thì tôi cũng hay có thói quen là gọi là đọc sách trước khi đi ngủ, nhưng mà hiện tại thì tôi từ từ chúng tôi trở lại, mình vẫn thấy là mình lật từng cái trang sách nó thú vị hơn. Vâng, thưa quý vị, trước khi mà bác sĩ Hồ Ngọc Minh đi vào chi tiết thêm thì thực sự là Vân Anh phải nói là rất là ngạc nhiên và lo với cái thống kê mà người ta đã nghiên cứu là bác sĩ Minh cho đến là 80% rồi, phải không bác sĩ, là mang phone lên trên giường trong lúc mình ngủ. Dạ vâng, cái vấn đề là hiện tại đó, cái chuyện những cái tác hại của cái cell phone đó, chúng ta nói về những cái chuyện tác hại của nó trong dạ. vấn đề gọi là đời sống, cái lợi và cái ích, cái hại, chúng ta có nhiều chuyện để cần nói, nhưng mà những cái nghiên cứu từ lâu người ta nghi ngờ rằng là cell phone nó có thể gây ra những cái biến chứng như là bị ung thư, dạ. Hoặc là nó có thể gây ra những cái chuyện như là có thể làm chúng ta bị hiếm muộn. Những cái chuyện đó nó khó chứng minh, vì những cái nghiên cứu nó đã bắt đầu cách đây khoảng trên 15 năm rồi. Yeah. Nhưng mà không thể nào người ta chứng minh được rằng là cái cell phone nó có thể gây ra những chuyện đó, vì những cái nghiên cứu mà trước đây 15 năm lúc đó nó cũng còn quá gọi là thô sơ, quá bắt đầu, khi có cái phone bắt đầu nó được sử dụng rộng rãi, cho nên nó không đủ dữ kiện, đủ bằng chứng để làm chuyện đó. Có một cái ông giáo sư đại học ở trường Stanford,
trong suốt 15 năm qua ông kiên trì, ông kiện cho được cái Bộ Y tế của California. Ông nói là ông nghi ngờ rằng là cái SAFO nó sẽ gây ra những cái gọi là những cái hại về sức khỏe. Nhưng mà vì nó không có bằng chứng, cho nên mới gần đây những cái nghiên cứu mới nhất người ta cho thấy rằng là những bằng chứng có thể tin được, gọi là khả tín, có thể tin được. Cho nên chính Bộ Y tế California họ đã gọi là công nhận và đưa ra những cái khuyến cáo là nên bớt sử dụng cell phone. Dạ vâng. Càng ngày chúng ta thấy là chúng ta càng cần cái iPhone nhiều hơn, cái cell phone nhiều hơn đó bác sĩ ha. Cái cụ thể là như thế này, chúng ta không thể loại bỏ nó ra cuộc sống của chúng ta, right? Thì bây giờ chúng ta cũng tìm cách là chúng ta gọi là ta dùng cái chữ thay đổi để làm sao nó thích hợp. Yeah. Khi mà chúng ta biết là tại vì cái như thế này, cái lý do mà tại sao người ta nghi ngờ rằng là nó có thể gây hại cho cái sức khỏe là vì cái cell phone nó, thưa quý vị, nó phát ra một cái sóng điện từ. Cái, trên lý thuyết cái sóng điện từ đó nó tương đương, nó chỉ giống như là những cái sóng vô tuyến như là TV hoặc là radio thôi. Chúng ta coi TV thì cũng bình thường thôi, nghe radio cũng bình thường thôi. Và những cái sóng điện đó thì nó tiết ra những cái gọi là những cái tia phóng xạ. Thực sự ra thì cái sóng điện từ của cái cell phone đó, nó yếu hơn là cái sóng điện từ của ánh sáng mặt trời nữa. Tuy nhiên cái khác là chúng ta để cái cell phone ngay trên lỗ tai của mình đi ngủ mình nhét dưới gối. Phụ nữ, thực sự phụ nữ, không biết phụ nữ Việt Nam có không, mà phụ nữ Mỹ họ nhét ở trong số chiên của họ đó. Rồi thì đàn ông thì nhét trong túi quần đó. Thì thấy chỗ nào đụng chỗ nào tiện thì nhét chỗ đó. Cho nên cái nghiên cứu nó cho thấy là khi mà chúng ta để gần trên cái đầu chúng ta như vậy đó, thì người ta nghiên cứu nó cho thấy rằng là cái một số ung thư về lỗ tai, ung thư về não trong cái phần của gần của lỗ tai nó có thể xảy ra là vì những cái sóng điện từ đó nó nằm ngay gần lỗ tai chúng ta. Và năm này qua tháng nọ thì nó có thể dẫn tới những cái bệnh như vậy. Riêng về cái người đàn ông thì người ta nói là khi mà nhét vào túi quần như vậy á, thì nghiên cứu cho thấy là cái số tinh trùng và chất lượng tinh trùng nó bị giảm đi là vì cái sóng điện từ nó phát ra từ cái cell phone. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng có đề cập tới là cell phone. Mà khi mà chúng ta ngủ với cell phone thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh đột thừa, phải không bác sĩ? Cái đó đúng, nó có thể là, nghe là đề khái là khi mà để ở dưới thì nó những cái vùng nào mà nó gần cái cell phone đó thì nó có thể ảnh hưởng. Thành ra nó có thể gây ra những gọi là những cái biến chứng về đường ruột, cái chuyện đó nó có thể chứng minh chuyện đó. Tuy nhiên, có thể nói rằng là ngay tới bây giờ một số người là thực sự ra 50% của những nhà khoa học gia hoặc là những cái người bác sĩ thì họ không tin chuyện đó, họ vẫn là bác bỏ chuyện đó vì họ nói ô chỉ có vài ca như vậy thì không đủ chứng minh. Tuy nhiên những cái ca đó nó cũng giống lên một cái tín hiệu là để chúng ta nên ngăn ngừa. Thì cụ thể rằng là cái tiểu bang California họ khuyên là chúng ta là như thế nào, là không có nên mang cell phone đi ngủ là thứ nhất. Nghĩa là ôm người yêu mình hay là ôm người tình của mình hay là ôm bà xã ông xã của mình, chứ đừng có ôm cell phone đi ngủ nha. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì nữa là khi chúng ta nếu không cần sử dụng phone thì không có nên sử dụng nó, và nếu sử dụng đó thì nên xài những cái bluetooth mà mình mang trên lỗ tai đó, hoặc là mình hầu hết là bây giờ những cái bluetooth mà người ta có ở trong xe nó cũng có bluetooth rồi. Thì chúng ta cũng không cần phải gọi là cầm điện thoại lên mà chúng ta trả lời. Hơn thế nữa là khi chúng ta cầm điện thoại lên trả lời hoặc là chúng ta text message nó còn nguy hiểm là trong khi chúng ta lái xe nữa. Đó là chuyện là đương nhiên là cái luật cái ly họ cấm. Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta mang những cái bluetooth như vậy thì cái sóng điện từ nó ít ảnh hưởng hơn là cái cell phone. Cái thứ nhì nữa là người ta khuyên rằng là dĩ nhiên là không để những cái chỗ mà gần những chỗ nguy hiểm. Đó, những cái chỗ như là mình bỏ vô ngực gần cái vú của mình hay là để ở dưới gần ở phía dưới. Cái chuyện thứ ba nữa là khi mà nếu mà chúng ta lái xe đó thì không có nên sử dụng iPhone, tức là mình để cái phone xa ra. Right. Là vì khi mình lái xe như vậy, nghiên cứu cho thấy là khi mà chúng ta qua những gọi là những cái cell tower á, thì khi sóng mà từ những cái cell nó yếu đó, mình hay gọi là trường hợp mà mất sóng đó. Khi nó mất sóng như vậy á, thì cái khi mà di chuyển với tốc độ cao đó, cái cell phone nó tiết ra nhiều cái sóng điện từ để nó tìm cách nó giữ cái tín hiệu đó lại. Như vậy thì cái gọi là mức độ phóng xạ nó tăng lên.
Đấy. Cái thứ ba, thứ tư gì nữa, đó là cái chuyện nữa là cái khi nào mà mình cho dù mình đi ngoài đường hoặc là chỗ nào đó mà mình thấy rằng là cái tín gọi là cái tín hiệu nó yếu, giống như mình nói là mình chỉ có 1, 3 hay 3 gì đó, thì những lúc đó cũng không nên sử dụng cái phone. Nếu cần chúng ta nên sử dụng wifi, okay? Chứ không nên là sử dụng cái gọi là cái cellular data. Cái đó nó cũng làm cho cái tín hiệu nó tăng lên, và khi nó tăng lên thì nó phát ra nhiều phóng xạ hơn. Đó là những cái lời khuyên mà Bộ Y tế California khuyên là chúng ta, nói chung là chúng ta nên tránh dùng cái phone nếu mà chúng ta không cần thiết tới nó. Dĩ nhiên là những chuyện chúng ta phải check thơ, check message, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi game thì lỡ lúc nào chơi chứ không phải lúc nào mình cũng ôm cái phone để chơi, vì nó có nhiều cái tác hại. Mình nói là vấn đề là tác hại xã hội, chưa nói là vấn đề là cái tác hại về Về sức khỏe. về về y khoa, nhưng vấn đề là cái vấn đề xã hội và cái gọi là cái interrelationship, personal relationship, tức là quan hệ tình cảm giữa người và người nó không còn nữa. Chúng ta thấy là rất nhiều chỗ, nhiều cặp tình nhân đi họ hàng với nhau mà chàng cầm cellphone và nàng cầm cellphone là ngồi text message, chứ không có, tức là cái chuyện đó rất là thường. Chúng ta vào trong cái restaurant chúng ta thấy ăn cơm thì đồ dọn ra như vậy mà mọi người cứ cầm cellphone để mà check message, như vậy nó làm cho cái chuyện là cái tình cảm giữa người và người nó bị phai lạc, thì đó là cái chuyện chúng ta cần phải để ý nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Và đề tài ngày hôm nay là những tác hại của chiếc cellphone, và đặc biệt là chúng ta không nên mang chiếc cellphone lên trên giường ngủ với chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều, và hy vọng là chúng ta còn khoảng vài tuần nữa là đến đón mừng Tết Nguyên Đán, phải không bác sĩ? Vâng. Thì những ai mà đã có cái thói quen đó thì cũng giảm bớt để bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Vâng. Thực sự ra thì quý vị thấy lấy là rõ ràng là tôi vẫn cầm cái cellphone. Tuy nhiên thực tế rằng là chính tôi cũng vậy, tức là tôi là người cũng hay lật cellphone lắm, nhưng mà tôi không khác gì quý vị, tức là chúng ta nên hạn chế cái sử dụng cái cellphone càng nhiều càng tốt, chỉ sử dụng trong những cái trường hợp nào Cần gọi thiết. là cần phải làm. Vì thực sự trong nghề nghiệp chúng tôi, nếu mà không có cái cellphone, hay là nghề nghiệp quý vị không có cellphone thì coi như là không có thể làm được việc gì cả. Nhưng nếu không cần thì không có nên lạm dụng nó quá. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào quý vị.